mai em sẽ sập cái máy bơm cao áp tự động của Hitachi anh Việt nhé. Thì cái model anh Việt đặt là DKMP-200G2 Việt nhé. Thì cái model này nó liên quan tới công suất luôn nha anh Việt, 200 này có nghĩa là 200W luôn. Đây thì cái phí giao hàng em đã chuẩn bị sẵn cho anh Việt rồi. Đây, cái hộp máy nhé, trong một cái xem. Đây là cái nắp bảo vệ của nó bên ngoài. Thì cái máy này nó có thiếu có hướng dẫn sử dụng mày anh Việt nha. Đây thì cái model này của mình nó ghi lên đây đây. Đây là cái M202. Thì thông số nó nằm hết trong này mình nha. Đây công suất là 200W. Đó, hút nó đã là hút 8m mà chỉ cao được 14m anh nha. Thì lưu lượng của con máy này là 40 lít trên phút, áp lực nó là 1.6 kg trên 1 cm khối nha, nó đúng yêu cầu nha. Rồi ngoài cái hướng dẫn sử dụng thì hãng nó cho ta cái đuôi lọc khi mình thả cái đầu cũng hút xuống dưới cái bồn hút đó, thì nó có cái đầu lọc này nha. Còn đây là phiếu bảo hành. Máy được bảo hành 2 tháng nha. Rồi, chúng ta sơ cái máy anh Việt nha. Đây thì cái máy này là nó bao gồm là cái đầu bên đây là đường nước vào anh nha. Thì cái ống là 25. Đây đường nước vào thì trên cái chân máy người ta để là đường in nè, là đường ống vào. Còn đường ống ra là đây anh nha. Đây, out đây. Là đường ống ra. Đây, chúng ta chỗ này. Đó. Còn đây là cái phần bồm của nó. Còn đây là cái rơ le tự ngắt anh nhé. Còn đây là cái bầu lớn là bầu áp. Thì cái máy này là nó sử dụng ở nhiệt độ khoảng 35 hoặc là 40 độ C là tối đa anh Việt nha. Thì ở trong này nó có đi cặp vào cho anh hai bộ rơ le luôn. Một cái rơ le là cảm biến nhiệt khi mà máy em mà nó chạy mà không nước không vào á, cái máy nó nóng lên nó sẽ tự ngắt để bảo vệ an toàn cho mình. Cái cảm biến thứ hai á là cảm biến nước là khi mà cái nguồn nước anh Việt sử dụng mà cái nước đầu vào anh quá nóng trên 35 hoặc 40 độ C thì cái máy nó cảm biến được cái đường nước vào quá nóng nó cũng sẽ tự ngắt. Và cái rơ le bị ngắt này á, đây là cái bao rơ le đi kèm theo cái bộ áp thì ngắt là khi anh Việt xả nước ra thì máy không ấm, khi anh Việt ngắt không sử dụng nữa thì nó cái máy này nó tăng áp thì nó sẽ tự động ngưng, nó không chạy điện nữa, nó không hoạt động và không làm cái tiêu hao điện của anh Việt. Đó, đây là cái mẫu là máy bơm nước áp lực tự ngắt của Hitachi nhé. Đây thương hiệu có ghi dưới đây anh Việt không? Đây xây cho anh Việt xem. Đó anh Việt thấy không? Cái đầu nó đường nước vào, đường nước ra nó làm đầu đồng. Nó rất là chắc chắn, rất là đẹp, rất tinh xảo anh nhé. Còn ở đây là cái phần động cơ của hãng. Trên đây có ghi thông số là điện 220, điện gia đình mình anh nhé. Đây, còn đây cái đầu phích cắm anh Việt không? Đây, cái đầu phích cắm vào nguồn điện. Còn cái dây xanh này á, cái dây xanh là dây te. Cái te này để tiếp mát luôn nhé. Thì các cái hãng lớn người ta thường á, động cơ bất kỳ động cơ điện nào người ta cũng trang bị cho mình cái phần tiếp mát để cho nó tải dòng điện dường xuống đất để cho nó chống nguy hiểm. Cái máy rất là đẹp, rất là tinh xảo nha. Còn cục đen đen trên này là cái tụ của cái động cơ được nha. Không có gì hết. Đây là cái tụ dòng để nạp điện khi mà động cơ nó có cái tụ này thì giúp động cơ nó khởi động rất là nhẹ nhàng và khỏe. Rồi về cái động cơ thì chỉ có vậy thôi. Thì bây giờ thì em sẽ đóng hàng và gửi ra nhà xe cho anh Việt nha. Rồi, cũng cảm ơn anh Việt.